Nếu chỉ nhìn lướt qua, ai cũng đều lầm tưởng đây chỉ là một mảnh đất bỏ hoang, cỏ mọc tùm và cả những luống cây chết khô. Mọi chuyện không đơn giản, bởi đây chính là một dự án nông nghiệp thuần tự nhiên của giáo sư Fukuoka, người Nhật đã nghiên cứu, nay đã được một cô bạn trẻ Việt Nam áp dụng tại quê hương mình. Với bốn nguyên tắc: không cày xới đất canh tác, không sử dụng phân bón hóa học, không làm cỏ bằng thuốc diệt cỏ và không phụ thuộc vào hóa chất. Không sử dụng phân hóa học là mục tiêu số 1 của các canh tác này. Ở đây thì tôi sử dụng cái nguồn phân đạm chính là từ ốc biêu vàng. Bởi vì ở đây thì rất là nhiều ốc. Thứ hai nữa là xung quanh đây thì cái khu vực ở đây thì cái thổ nhưỡng là nó hơi bị trũng một chút. Cho nên mục đích mình đào các cái mương như này để thoát nước. Thứ hai nữa là mình thả bèo tây và lấy cái giá thể làm che phủ cái bề mặt. Thế thì trong cái quá trình mình làm như vậy thì có rất là nhiều những cái con ốc mà khi mà cái nước vào ấy, nó sẽ đưa theo cái trứng vào đấy. Thì ốc hoàn toàn là nó tự sinh sản như này thì mình vừa bắt đi để cho nó đỡ phá cây. Cái thứ hai nữa là mình sẽ sử dụng luôn lại cái nguồn ốc này để làm phân và bổ sung cho cái nguồn đạm tự nhiên. Tại đây, ốc và trứng gà được tận dụng để cung cấp đạm cho cây trồng. Cũng như vậy, xả và bèo tây chính là nguồn kali chính cho các loại cây khác trong khu vườn. Hơn 5 năm miệt mài tìm hiểu và gây dựng nên mô hình nông nghiệp sạch thuần tự nhiên, cô gái trẻ sinh năm 1990 có những khoảng thời gian vấp ngã, thất bại, nhưng không gì ngăn cản được ý chí và quyết tâm vì một nền nông nghiệp sạch. Người Việt Nam sẽ được sử dụng thực phẩm sạch mỗi ngày. Niềm mơ ước ấy cũng đang dần được thực hiện hóa. Nhiều đối tác đã đặt niềm tin ở Thu. Thực phẩm sạch Tâm An càng ngày càng được lan tỏa giá trị trong cộng đồng. Sau quá trình mà mình đi uống thì mình có thấy một số bên họ hay pha bằng siro. Thì mình thấy uống trà sữa có vị rất là ngọt và cảm giác như là đường hóa học khá là nhiều. Thì mình có định hướng làm trà và một số về trà sữa này, trà về rau củ quả thì có gặp được bạn Thu. Thì mình cũng trải qua quá trình uống phan Tâm An để xem quá trình khu trùng gạo và mình thấy gạo có chất oxy hóa, một số cái chất xơ khá là nhiều thì mình có thể chọn gạo để ủ trà, để pha trà sữa kết hợp với cả rau, bột rau, bột rau củ sạch trồng thuần tự nhiên để pha trà cho mọi người. Tôi nghĩ rằng là tất cả các loại cây trong tự nhiên thì đều sẽ có một cái sứ mệnh riêng của nó. Vấn đề là chúng ta sẽ phải lựa chọn các loại cây, cỏ phù hợp và để chúng cộng sinh lại với nhau, tạo ra một cái hệ sinh thái và nó sẽ điều tiết lại tự nhiên, trả về cho tự nhiên.